Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Bảohiemmoi.com, đang cần tuyển chuyên viên có bằng bảo hiểm hay địa ốc, 714-251-1206. Tường Quán Minter, anh Tuấn, Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi vào một ngày thứ hai đầu tuần cà phê sáng. Good morning, anh Tuấn. Kính chào anh Đoàn Trọng, kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang đến với chương trình cà phê sáng được phát đi trực tiếp từ studio của Lido Sài Gòn TV vào ngày hôm nay, 23 tây tháng 10, và chúng ta cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trong ngày hôm nay cũng như những ngày sắp tới. Như những bản tin mà chúng tôi đã dự đoán, ngày hôm nay chúng ta đang nằm trong một đợt không khí cực kỳ nóng, thưa quý vị. Nhiệt độ trung bình vào buổi sáng, vào 7 giờ sáng là đã 67 rồi. Một số khu vực như Anaheim và Garden Grove, thưa quý vị, một số nơi lại có tới nhiệt độ 73 độ. Vào trong lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay. Hôm nay toàn bộ khu vực Nam California nhiệt độ trung bình cao nhất sẽ là 105 độ, có nơi lên tới 110 độ, nhất là những khu vực ở Riverside và Palm Springs, những khu vực nằm sâu tận lục địa của đất liền. Và với nhiệt độ cao như vậy, vực sẽ tiếp tục cho đến hết ngày thứ tư và thậm chí có thể kéo dài sang đến cuối tuần này. Không khí nóng kèm theo đó là những trận gió mùa đến từ Santa Ana, thưa quý vị. Gió Santa Ana nổi tiếng là những trận gió khô và rất mạnh, có nơi lên tới 25 cho tới 30 dặm mỗi giờ, và đó là điều mà các cơ quan dự báo thời tiết ở Nam Cali đã đặt ra một cái báo động đỏ, bởi vì họ nói rằng thứ nhất, lượng nước, lượng độ ẩm trong không khí rất khô, có nơi chỉ có 5 cho tới 10% mà thôi, thưa quý vị. Và kèm theo đó là giao gió Santa Ana, nhiệt độ cao. Họ cũng phát một cái báo động đỏ cho những cơ quan cứu hỏa ở ngay tại khu vực Nam Cali, bởi đề phòng những trận cháy có thể xảy ra, và nếu như có bất kỳ trận cháy nào xảy ra cộng hưởng với gió Santa Ana thì không biết được là cái sự ảnh hưởng nó sẽ như thế nào, thưa anh. Như vậy là chúng ta sẽ đối phó với gió Santa Ana với nhiệt độ lên tới ngoài 3 con số. Và có thể nói cái không khí nóng nó sẽ làm cho tất cả cỏ rác ở hai bên những cái khu rừng có thể dễ bị cháy. Đó là những điều mà người ta cân nhắc trong những ngày sắp tới. Kính thưa quý vị, trong lúc đó thì tại Nhật Bản, mặc dù ngày hôm qua có thể nói tất cả những người đi bỏ phiếu đã đưa ra một cái tỷ lệ cho thấy rằng có thể ông Abe sẽ thắng một cách rất lớn. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta phải nói đến một cái hậu quả của cơn bão Mamus. Ít nhất bây giờ là có 2 người bị chết qua cái cơn bão, hàng trăm ngàn người đã được di chuyển, và tất cả những cơn gió và mưa lớn nguy hiểm và có một mối đe dọa lớn về lũ lụt và lở đất. Đến bây giờ thì con số 200.000 người đã buộc phải di tản rời nơi họ đang sinh sống. Bão đã làm chậm kết quả cuối cùng của trong cuộc bầu cử ngày hôm qua tại Nhật Bản, nơi mà các cuộc thăm dò cho thấy kết thúc bằng một chiến thắng lẫy lừng của ông Shinzo Abe, và ông ta đang tiến tới một chiến thắng có thể nói là long trời lở đất. Chiến thắng sẽ đưa ông Abe trở thành vị thủ tướng lâu nhất của Nhật Bản sau chiến tranh, và ông Abe sẽ thúc đẩy những thay đổi lớn với chiến lược. Có thể nói đây là một trong những chiến lược liên quan đến vấn đề quốc phòng của Nhật Bản, và đây có thể nói rằng là một bước tiến mới để có thể ngăn cản lại tất cả những cái bước chiến tranh tại Bắc Triều Tiên đưa ra. Và chúng ta có thể nhìn thấy trong tương lai lực lượng của tự vệ gọi là defense của Nhật Bản không còn nữa, mà quốc gia Nhật Bản sẽ trở thành có một cái lực lượng quốc phòng hùng hậu, có thể gửi quân đi ở khắp nơi trên thế giới. Đó là tất cả những biến chuyển, nhưng họ phải gặp phải lấy một cái cơn bão, và chắc là chiều nay thì sẽ có cái kết quả bầu cử chính thức, thưa anh Tuấn. Và thưa quý vị, theo như những dự đoán và cũng giống như tin tức cũng đã loan ra cho biết rằng ông Thủ tướng Shinzo Abe đã giữ được cái con số gọi là siêu đa số, tức là chiếm 2/3 số ghế ở ngay tại bên phía quốc hội. Và điều đó đồng nghĩa với việc đó là với đường hướng, những cái con đường mà bên phía ông Thủ tướng Shinzo Abe đi, đó là kiên quyết giữ cho một đất nước Nhật Bản cứng rắn hơn đối với bên phía Bắc Hàn, và cũng giống như sửa đổi hiến pháp. Bởi vì kể từ năm 1947, điều chính của bản hiến pháp Nhật Bản cho biết rằng Nhật Bản giữ quân đội
chỉ để mục đích phùng vệ. Nhưng đối với lời nói của ông Shinzo Abe, ông nói để giải quyết cái tình trạng Bắc Hàn đang ngày càng hung hăng hơn thì Nhật Bản phải đưa quân đội đi ra nước ngoài. Những gì mà Nhật Bản đang làm chỉ để bảo vệ sự tồn vong của một dân tộc Nhật Bản thôi anh. Vâng, trước đây thì có thể nói liên minh của Thủ tướng Abe liên minh với Đảng Công Minh tạo nên một cái gọi là nội các của Nhật Bản. Nhưng với cái chiến thắng lẫy lừng ngày hôm nay thì có thể Đảng Dân Chủ của ông sẽ tự lập đứng ra tổ chức một cái nội các mới. Điều người ta nói đến là ông Abe với một cái số thắng tuyệt đối như vậy, ông sẽ có cơ hội nói chuyện dễ dàng với Tổng thống Donald Trump trong những ngày sắp tới đầu tháng 11. Ghé lại Tokyo để nói chuyện với Tổng thống Donald Trump. Và bên cạnh đó thì Tổng thống Donald Trump sẽ có một cái cuộc thăm viếng ở quần đảo Okinawa, nơi có những cái sự thương lượng và có thể một cái căn cứ không quân mới cũng sẽ được đã được di chuyển rời khỏi Okinawa và có thể nói sự bành trướng trở lại một cái căn cứ không quân tại Okinawa nữa, thưa anh Tuấn. Đó là một vài sự kiện liên quan đến vấn đề bão hiện nay tại Nhật Bản, nhưng đồng thời một cái cơn bão còn lớn hơn nữa, kính thưa quý vị, đó là cơn bão bầu cử của Thủ tướng Abe. Trở lại một trong những sự kiện mà anh em chúng tôi sáng nay phải gửi đến quý vị, kính thưa quý vị, đó là ngân sách của quốc gia Hoa Kỳ đã được chuẩn chi vào trong cuối tuần vừa qua với một cái con số ở tại Thượng viện thành công. Và đến bây giờ thì Tổng thống Donald Trump đang hối thúc Hạ viện bằng mọi cách phải chuẩn bị sớm cho cái ngân sách quốc gia được duyệt qua cuối tháng 12 này và để ngõ hầu có những cái thời gian mới để trong cái công việc mà chính Tổng thống Donald Trump lòng dồn tất cả mọi công sức vào, đó là vấn đề cải tổ thuế. Theo như tất cả các nguồn tin từ White House cho biết rằng vào tối thứ ba hôm vừa tuần vừa qua, một cái bữa tiệc đã được trang trọng diễn ra, ông khoản đãi tất cả các vị dân cử của Đảng Cộng hòa từ Thượng viện cho đến Hạ viện. Và bên cạnh đó thì ông hối thúc ông Paul Ryan cũng giống như là bên phía ông Miss Cornell, hai bên đã mở lại một cái mối giao hảo với nhau và ông hy vọng rằng ba ông thượng nghị sĩ có thể nói ông đã từng của trách trước đây làm dịu lại với ông, đó là ông thượng nghị sĩ Cosker, ông thượng nghị sĩ John McCain, là những vị đó hy vọng sẽ trở lại với đường lối mới của Đảng Cộng hòa và ông đang chờ đón một cái sự thay đổi thuế má, không biết thành quả nó như thế nào, thưa anh Tuấn. Và Tổng thống Trump hy vọng rằng từ đây cho đến hết cuối năm, tức là trước cuối năm, thì bên phía Thượng viện sẽ thông qua một cái ngân sách mà để cho chính phủ Hoa Kỳ có thể dễ dàng hơn trong việc cải tổ thuế. Như quý vị biết, cải tổ thuế là lúc mà Tổng thống Trump giảm cái mức thuế của doanh nghiệp từ 35% là một trong những nước cao nhất trên thế giới về đánh thuế doanh nghiệp xuống chỉ còn dưới 20% và có thể dưới 15%, từ một nước có thuế cao nhất cho đến một nước có thuế thấp nhất trên toàn thế giới, thì sự thâm hụt ngân sách sẽ có thể diễn ra. Và để bù đắp cho cái sự thâm hụt ngân sách này thì bên phía chính phủ, bên phía quốc hội sẽ phải thông qua một cái ngân sách để bù lỗ vào trong cái dự luật giảm thuế này. Và đó cũng là một điều đánh đổi cho nền kinh tế của Hoa Kỳ, bởi vì trong năm tài khoá sắp tới, nếu như Hoa Kỳ không có đạt được con số là 2.7 cho tới 3% trong tổng số phát triển GDP đó, thì tức là Hoa Kỳ đang đi chậm lại so với mức tăng trưởng. Nhưng cũng theo như một bản tin được đưa ra vào hôm cuối tuần vừa qua của bên phía Bộ Tài chánh, cũng giống như Bộ Ngân sách Tòa Bạch Ốc cho biết rằng chỉ 10 tháng mà thôi, chính phủ Hoa Kỳ đã thâm hụt ngân sách tới 666 tỷ đô la, thưa anh. Và cái con số này quả thực là đáng lo ngại. Lẽ nhiên là con số kinh tế, những số kinh tế cho thấy có nhiều dấu hiệu là kinh tế Hoa Kỳ đã được hồi phục lại trong này với những cái chỉ số GPO. Bên cạnh đó thì người ta cũng nói đến cái chỉ số thâm thụt gọi là con số subsidy của cái deficit, là tự nhiên là cái cửa số ngân sách thâm thụt cũng giảm bớt và hy vọng rằng cái ông có thể san bằng được cái con số gọi là 7 tỷ cái mỗi một cái quarter đến với tất cả những cái gọi là cái tiền bù đắp qua cho cái tỷ ngân sách tỷ thâm thụt. Đó là một vài sự kiện mà chúng ta nghĩ đến về vấn đề thuế. Câu hỏi được tất cả mọi người đặt ra, liệu Tổng thống Donald Trump có thể thành công được với cái chỉ số thuế từ 35% xuống lại còn có 15% hay không? Thì tất cả các chuyên gia kinh tế cũng giống như tài chính đều rằng khó có thể đạt được cái con số mơ hồ như vậy được. Tuy nhiên bên cạnh đó, người ta hy vọng rằng đạt được con số 25%, từ 35 xuống 25% là một cái dấu hiệu cho thấy Tổng thống Donald Trump đã đạt được cái thành quả tốt với những cái lời hứa của ông. Tuy nhiên có một điều mà người ta nói rằng cái vấn đề giảm thuế này, liệu những ai là hưởng lợi được trong những cái vấn đề giảm thuế này, đó là một cái câu hỏi mà người ta phải đặt ra. Lẽ nhiên những người ở mức gọi là
income, low income hoặc là middle income thì người ta cũng nghĩ rằng những người này cũng không được lợi gì nhiều. Chỉ có những doanh nhân, những người giàu có mới là được hưởng lợi trong cái thuế mà gọi là giảm thuế, chính sách giảm thuế này, thưa anh Tuấn. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị khán thính giả ngay sau ít phút quảng cáo thương mại. Kính mời quý vị cùng theo dõi.